Từ chỗ cao nhất thế giới, gần đây giá gạo Việt Nam quay đầu giảm về thấp nhất trong top 6 nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho thấy, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tiếp tục giảm 4 đô la Mỹ so với phiên trước đó, xuống 574 đô la Mỹ một tấn. Hiện mỗi tấn gạo Việt thấp hơn hàng trăm đô la Mỹ so với gạo Mỹ, 46 đô la Mỹ so với Thái Lan và thấp hơn 19 đô la Mỹ so với Pakistan, Myanmar.